10. Minh túc lậu tận thần thông trí đoạn chúng sinh các lậu. Lậu tận thông là một trong 6 hữu thần thông. Ngoài đạo có thể chứng được 5 thần thông nhưng không thể đắc được lậu tận thông, chỉ có tu hành Phật pháp mới chứng được lậu tận thông, tức cũng là đoạn trừ tất cả tập khí mau bệnh. Thứ trí huệ này tu hành đã đến chỗ viên mãn, đó là 10 thứ pháp minh túc. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại quang minh vô thượng nơi tất cả Phật pháp của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ cầu pháp. Những gì là 10? Đó là chân tâm cầu pháp vì không có hư dối, tinh tấn cầu pháp vì xa lìa giải đãi, một lòng cầu pháp vì chẳng tiếc thân mạng, vì đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh mà cầu pháp, bởi chẳng vì danh lợi cung kính, vì lợi ích mình, người khác, tất cả chúng sinh mà cầu pháp, vì chẳng riêng tự lợi, vì vào trí huệ mà cầu pháp, vì chẳng thích văn tự, vì thoát sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng tham vui thế gian, vì độ chúng sinh mà cầu pháp, vì phát tâm bồ đề, vì dứt nghi của tất cả chúng sinh mà cầu pháp, vì khiến cho không do dự, vì đầy đủ Phật pháp mà cầu pháp, vì chẳng thích thừa khác. Đó là người. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ tất cả Phật pháp không do người khác dạy. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ cầu pháp. Những gì là 10? Đó là 1. Chân tâm cầu pháp vì không có xiểm định hư dối, tâm cầu pháp phải chánh trực, không thể cong vẹo quanh co để cầu pháp. Đừng dùng tình người để cầu pháp, đừng dùng cảm tình để cầu pháp, đừng dùng tâm không ngay thẳng để cầu pháp. Vậy phải nên như thế nào để cầu pháp? Nên dùng tâm ngay thẳng. Do đó có câu trực tâm là đạo tràng. Dùng tâm ngay thẳng để cầu pháp thì pháp đó sẽ ngay thẳng. Dùng tâm quanh co để cầu pháp thì pháp đó sẽ quanh co. Do đó có câu nhân địa chẳng thật thì chiêu quả quanh co. Tâm chẳng thật thì ý chẳng thật, như vậy thì cầu chẳng được pháp. Bồ Tát cầu pháp chẳng có hành vi xiểm định hư dối. Thế nào gọi là xiểm định hư dối? Nghĩa là giả nhân giả nghĩa hướng về người khác cầu xin, cứ nói những lời vuốt ve làm cho họ hoan hỷ. Do đó có câu xiểm phú kiêu bần, nhàm cố hỷ tân. Nghĩa là đối với người giàu thì sinh tâm định bợ, đối với người nghèo thì kiêu ngạo. Nhàm chán cái cũ, hoan hỷ cái mới, đó là tư tưởng không thể chấp nhận được. Bồ Tát cầu pháp không dùng thủ đoạn lời lẽ dối trá. Thế nào là lời dối trá? Đó là khinh khi người chẳng nói lời chân thật, dùng phương pháp này để cầu pháp thì cầu chẳng được pháp. 2. Tinh tấn cầu pháp vì xa lìa giải đãi. Cầu pháp không thể giải đãi, giải đãi cầu chẳng được pháp, thời thời tinh tấn mới có thể cầu được pháp. 3. Một hướng cầu pháp vì chẳng tiếc thân mạng. Cầu pháp phải dũng mãnh hướng về trước, chỉ biết có pháp, chẳng biết có người. Do đó có câu vì pháp quên mình, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa khi còn làm Bồ Tát thì vì cầu nửa bài kệ mà hy sinh thân mạng của mình. Nhị Tổ Huệ Khả Đại Sư vì cầu pháp mà chặt cánh tay, đó là tinh thần cầu pháp. 4. Vì đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh mà cầu pháp, bởi chẳng vì danh lợi cung kính. Bồ Tát vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá, có thể hy vọng chúng sinh dứt trừ phiền não. Bồ Tát biết được phương pháp dứt trừ phiền não cho nên mới có tư cách khiến cho chúng sinh dứt trừ phiền não. Vì đã có đại trí huệ cho nên mới có thể làm được viên mãn. Bồ Tát chẳng phải vì danh lợi và thích người cung kính mà cầu pháp, chỉ vì giáo hóa chúng sinh và độ thoát chúng sinh mà cầu pháp. Có người thiết lập pháp khiến cho người biết họ là lão tu hành, cho rằng có được danh tiếng, thì có người đến cúng dường, có người đến cung kính họ. Đó là tư tưởng của kẻ phàm phu. Bồ Tát chẳng có tư tưởng như thế. 5. Vì lợi ích mình, người khác, tất cả chúng sinh mà cầu pháp. Vì chẳng riêng tự lợi mà vì lợi ích của chúng sinh, Bồ Tát chẳng có ý đồ vì ích kỷ lợi mình, chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác. 6. Bồ Tát vì vào nhất thiết trí huệ mà cầu pháp. Trí huệ chân chánh là lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng. Tuy là trên văn tự được bát nhã văn tự, nhưng tại văn tự bát nhã, nếu khởi quán chiếu bát nhã, do quán chiếu bát nhã có thể kết hợp với thật tướng bát nhã, thật tướng tức là lìa khỏi văn tự. 7. Bồ Tát vì thoát khỏi sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng tham trước tất cả danh văn lợi dưỡng vinh hoa phú quý và vui tài sắc danh ăn ngủ năm dục của thế gian. 8. Vì độ thoát tất cả chúng sinh mà cầu pháp, vì giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui mà phát tâm bồ đề, tức là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh.
9. Vì dứt sự hoài nghi của tất cả chúng sinh mà cộng pháp, vì khiến cho chúng sinh không có tư tưởng do dự, không quyết định. 10. Vì đầy đủ Phật pháp mà cầu pháp, chỉ cầu Phật thừa, chẳng cầu thừa khác. Đó là 10 thứ cầu pháp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ của tất cả Phật pháp, không do người khác dạy. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ pháp thấu rõ. Những gì là 10? Đó là tùy thuận thế tục sinh trưởng căn lành, là pháp thấu rõ của đồng bông phàm phu, được tin vô ngại bất hoại. Giác pháp tự tánh là pháp thấu rõ của người tin theo tin thực hành. Siêng tu tập pháp, tùy thuận pháp trụ là pháp thấu rõ của người theo pháp thực hành. Xa lìa tám tà, hướng tám chánh đạo là pháp thấu rõ của người thứ 8. Trừ diệt các kết, dứt lậu sinh tử, thấy đế chân thật là pháp thấu rõ của bậc tu đà hoàng. Quán vị là họa hoạn, biết không đến đi là pháp thấu rõ của bậc tư đà hàm. Chẳng thích ba cõi, cầu hết hữu lậu, đời thọ sanh pháp, cho đến một niệm chẳng sạch ái trước là pháp thấu rõ của bậc Ana Hàm, đắc được 6 thần thông, được 8 giải thoát, 9 định, 4 vô ngại biện, thảy đều thành tựu là pháp thấu rõ của bậc A La Hán. Đánh thích quán sát một vị dứt khỏi tâm thường vắng lặng, biết đủ ít việc, hiểu nhân tự được, ngộ không do người khác dạy, thành tựu đủ thứ thần thông trí huệ là pháp thấu rõ của bậc Bích Chi Phật. Trí huệ rộng lớn, các căn lành lợi, thường thích độ thoát tất cả chúng sinh, sinh tu phước trí, pháp trợ đạo, hết thảy mười lực vô ý của Như Lai, tất cả công đức đầy đủ viên mãn là pháp thấu rõ của bậc Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp thấu rõ vô thượng đại trí của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ pháp thấu rõ. Những gì là 10? Đó là một, tùy thuận thế tục sinh trưởng 4 thứ căn lành, đó là noãn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, tức cũng là 4 pháp gia hạnh. Đó là pháp thấu rõ của đồng mông phàm phu không thể xuất thế. 2. Đắc được tìm vô ngại bất hoại, giác ngộ pháp này minh bạch tự tánh của pháp, đó là chỉ người thuần căn tin theo người khác nói mà hành đạo, đó là pháp thấu rõ của người theo tin thực hành. 3. Sinh tu hành học tập pháp, tùy thuận tất cả pháp mà trụ, đó là chỉ người lợi căn tự xem kinh điển mà hành đạo, đó là pháp thấu rõ của người theo pháp thực hành. 4. Xa lìa tám tà, tám tà tức là 1. Tà kiến, 2. Tà tư duy, 3. Tà ngữ, 4. Tà nghiệp, 5. Tà mạng, 6. Tà phương tiện, 7. Tà niệm, 8. Tà định. Trái ngược với 8 chánh đạo, hướng về 8 chánh đạo mà đi. 8 chánh đạo tức là 1. Chánh kiến, thấy biết chân chánh, 2. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, 3. Chánh ngữ, lời nói chân chánh, 4. Chánh nghiệp, hành vi chân chánh, 5. Chánh mạng, nghề nghiệp chân chánh, 6. Chánh tinh tấn, học tập chân chánh, 7. Chánh niệm, nghĩ nhớ chân chánh, 8. Chánh định, thiện định chân chánh. Đó là pháp thấu rõ của người thứ 8, người hướng về sơ quả, chưa chứng được sơ quả A-la-hán.